Để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Theo thống kê của Gun Violence Archive, đã có 255 vụ xả súng hàng loạt trong năm 2019, làm gần 1.000 người bị bắn và 1/4 bị thiệt mạng. Đầu tháng 8 tuần qua, hai vụ tấn công cùng ngày cho thấy có 22 người bị giết và 26 người bị thương tại El Paso, Texas, và tại Dayton, Ohio, có 9 người bị bắn chết trong vòng 30 giây và 27 người bị thương. Tại sao sự gia tăng bạo lực do súng đạn vẫn tiếp tục xảy ra? Có phải là vì động cơ chủ nghĩa dân tộc da trắng hồi sinh, hay vì thù hận, hay vì chính trị bài ngoại, hay vì bị bệnh tâm thần? Những sự kiện đó có phải là khủng bố nội địa hay không? Cả hai hung thủ của hai vụ kể trên là hai thanh niên trẻ da trắng. Patrick Crucius, 21 tuổi, nghi phạm tại Walmart ở Texas, đăng một bản tuyên bố dài 4 trang trên mạng 8chan, đầy thù hận, sặc mùi phân biệt chủng tộc, chống nhập cư. Nghi phạm dùng chữ invasion, tức sự xâm chiếm, chữ mà Tổng thống Trump lặp đi lặp lại nhiều lần trong những phiên họp rally với cả ngàn thành viên đảng Cộng Hòa hay trong những buổi họp báo của ông. Còn thủ phạm ở Dayton là Connor Betts, 24 tuổi. Cô bạn học cũ của Connor thuộc lại là anh ta từng viết một danh sách tiêu diệt trên bức tường trong nhà vệ sinh của trường, khiến trường bị cảnh sát phong tỏa và anh bị đuổi học. Nhưng anh được trường cho học trở lại và sau đó anh học lên đại học cộng đồng. Trong cuộc tấn công này, Connor cũng giết chết cả em gái của mình là Megan, 22 tuổi. Cuối cùng, Connor bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Có những biện pháp nào để ngăn cản các vụ xả súng hàng loạt giết chết hàng ngàn người vô tội? Trên Twitter, Tổng thống Trump viết là ông lên án vụ thảm sát, cho đó là một hành động hèn nhát và thù hận của những kẻ bị bệnh tâm thần. Sau đó, Tổng thống đi thăm các nạn nhân và gia đình, cũng như khen tặng những viên chức an ninh đã giúp chặn đứng những vụ giết người. Tuy vậy, các dân biểu đại diện hai tiểu bang Ohio và Texas từ chối đón tiếp Tổng thống vì cho là ông nói những lời lẽ kỳ thị và chia rẽ, tiếp tay cho những vụ tấn công giết người này. Tổng thống kêu gọi hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa phối hợp với nhau để đưa ra biện pháp hữu hiệu. Đảng Dân Chủ chiếm đa số trong Hạ viện, đang kêu gọi đảng Cộng Hòa chiếm đa số trên Thượng viện nhanh chóng thông qua hai dự luật kiểm soát súng đạn mà Hạ viện đã thông qua hồi đầu năm. Thứ nhất là kiểm tra lai lịch người mua súng, và thứ nhì là cấm bán súng cho những người bị kết án vì tội ác. Nhưng cả mấy chục năm qua, phe Cộng Hòa không chịu thông qua hai dự luật này vì họ còn lo ngại NRA, Hiệp hội Súng đạn, không đồng ý vì hội này muốn bán súng càng nhiều càng tốt cho tất cả mọi công dân, để hội có tiền tài trợ cả chục triệu Mỹ Kim mỗi năm cho các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, để họ có nhiều tiền vận động tranh cử và đắc cử. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.